Cảm ơn quý khán giả đã trở lại với phần 2 chương trình bình luận Ngôn Nhân Dũng tuần này do Thu Hà và bác Ngôn Nhân Dũng phụ trách, và đề tài là chiến tranh Ukraine. Có lẽ là một trong những chiến tranh mà so far mình đã hơn một năm rồi hả bác ha? Từ hồi tháng 2 năm ngoái cho tới bây giờ. Và khi mà chúng ta nói viện trợ thì cũng như bác nói là có sự mệt mỏi trong đó, nhưng mà không có nghĩa là sẽ bị bỏ rơi, tại vì cũng về cái tình thế chính trị cũng như kinh tế, và đặc biệt đối với nước Mỹ. Vậy thì thưa bác, Ukraine sẽ phải làm gì để tự bảo vệ mình trong thời gian sắp tới đây? Dạ, chính phủ Ukraine họ đang bị kẹt vào cái tình thế là khó lòng mà chiếm lại cái đất đai bị Nga nó đã cướp rồi. Dạ vâng. Và thứ hai đó là họ cũng sợ là các nước Âu và Mỹ sẽ bớt cái số viện trợ cho họ. Thì đặc biệt đó là các chính phủ mà Đức, Anh, Pháp ở Âu Châu đó, là họ nỗ lực nhiều nhất để viện trợ cho Ukraine. Có thể nói cái số viện trợ của họ lớn hơn là cái số viện trợ của Mỹ. Nhưng mà họ có cái gọi là ngân sách giới hạn so với lại ngân sách của Mỹ. Nước Mỹ có thể chi rất nhiều tiền vào sản xuất vũ khí, mà càng sản xuất nhiều vũ khí đó thì cái kinh tế Mỹ nó càng khá hơn, là bởi vì rằng mọi người có công ăn việc làm, và những vũ khí của Mỹ đem dùng ở bên Ukraine đó là một cái nơi để quảng cáo, bởi vì rằng các nước đã mua vũ khí trước nay họ mua của Nga, mua của Mỹ, thì Ukraine là một cái chiến trường là đối đầu giữa hai cái loại vũ khí đó, chưa kể là Nga phải đối đầu với vũ khí của Đức, của Anh, của Pháp. Thì vũ khí của Mỹ dùng ở Ukraine đó, thì trong một năm rưỡi qua đó thì người ta thấy là cái vũ khí của Mỹ nó công hiệu hơn. Và rất nhiều nước trước đến giờ đã mua vũ khí của Nga quen rồi, như là Ấn Độ chẳng hạn, là phải nói là 90% vũ khí là mua của Nga. Thì bây giờ đó là người ta bắt đầu bàn là sẽ mua vũ khí của Mỹ. Thành ra là đối với nước Mỹ đó thì cái chuyện chiến tranh đó có thể kéo dài, nhưng mà không biết là dân chúng Mỹ có chấp thuận như vậy mãi mãi hay không. Thì như chúng ta thấy vừa rồi, một cái vấn đề rắc rối ở trong ngân sách của chính phủ Mỹ là có rất nhiều người chống lại cái chuyện mà viện trợ Ukraine 6 tỷ Mỹ Kim. Cái số người đó là thiểu số. Cuối cùng Mỹ vẫn tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Nhưng mà chuyện đó nó không phải chỉ có ở Mỹ. Ở bên Âu Châu đó, ít nhất là có một nước là Slovakia. Slovakia trong tuần trước mới bỏ phiếu, và trong cuộc bầu cử này đó thì có hai đảng lớn tranh chấp nhau. Một đảng thì nói rõ ràng là chúng tôi tiếp tục ủng hộ Ukraine, một đảng thì nói là chúng tôi sẽ ngưng không ủng hộ Ukraine nữa. Thì trong cái cuộc bầu phiếu, cái đảng mà muốn ngưng đó nó thắng thế. Thì chưa biết là họ có lập được chính phủ không, bởi vì rằng nó có mấy chục đảng, hai đảng đó chỉ chiếm được độ 18-20% số ghế trong quốc hội thôi. Thế nhưng mà cái đảng mà chống lại cái việc mà giúp Ukraine nhiều phiếu hơn cái đảng mà đồng ý tiếp tục giúp, cho thấy là dân chúng ở Âu Châu đó nhiều nơi họ cũng bắt đầu mệt mỏi rồi. Họ thấy rằng cái việc giúp Ukraine đó chả đi đến đâu cả, mãi không có ăn thua gì mà họ sẽ tốn kém. Thì đấy là cái điều mà chính phủ Ukraine cũng lo lắng. Dạ vâng. Dạ vâng. Thì nếu mà khi mà chúng ta nói tới, hồi nãy bác cũng nói là tự sản xuất vũ khí đúng không? Dạ. Thì bây giờ liệu chính phủ ngoài cái tự sản xuất vũ khí ra, chính quyền Ukraine còn phải tự làm gì thêm gì nữa bác? Dạ. Thứ nhất là chính phủ Ukraine họ đã gia tăng cái việc sản xuất vũ khí ở trong nước họ. Đó là cái điểm mà quan trọng để chứng tỏ cho các nước Âu và Mỹ biết rằng họ nỗ lực, chứ không phải là họ chỉ trông nhờ vào viện trợ. Thì chúng ta nên biết là
Ukraine á, trước đây là một trong những nước ở trong Liên bang Xô Viết. Thì Ukraine là một nơi sản xuất vũ khí cho cả cái Liên bang Xô Viết, đóng góp vô cái kho tàng vũ khí của Liên bang Xô Viết. Họ đã lập những cái xưởng đóng tàu từ cái thời đó, rồi sản xuất xe tăng, rất nhiều xe tăng cho Liên bang Xô Viết, hỏa tiễn. Khi mà Ukraine độc lập năm 1991 đó, thì một cái chuyện mà Nga nó cứ năn nỉ đó là cho nó mang những cái hỏa tiễn ở Ukraine đó về bên nước Nga, và những cái chiến hạm mà Ukraine làm cho nước Nga đó được đưa trở lại cho nước Nga. Bởi vì lúc đó Ukraine đó, họ có thể họ giữ lại tất cả những cái đó. Thì chính phủ Ukraine thời đó đã nhượng bộ như vậy, với điều kiện là cái đảo Crimea nó thuộc về Ukraine. Thì đến năm 2014 ông Putin ông đã ngang nhiên ông đến, ông chiếm Crimea, ông bảo cái này thuộc nước Nga, thành ra chính phủ Ukraine họ mới phải chống lại. Thế nhưng mà những cái vũ khí của Nga mà sản xuất ở Ukraine rất là quan trọng. Chúng ta biết là trong cái cuộc khi mà bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine thì có cái một cái chiến hạm tên là Moskva của Nga, đó là một trong bốn cái soái hạm của nước Nga, mà cái soái hạm đó đã bị Ukraine cho thủy lôi đến đánh chìm. Nhưng mà ít người biết là cái soái hạm Moskva đó là made in Ukraine từ cái thời mà Ukraine còn là nằm ở trong Liên bang Xô Viết. Nước Ukraine nó có khả năng để sản xuất những cái vũ khí, thì hiện nay đó họ chú trọng nhiều nhất là đến sản xuất những cái drone là tức là những máy bay không người lái, và những máy bay đó nó tự động và nó có làm rất nhiều cái nhiệm vụ khác nhau. Một cái loại là drone để đi thám thính, nó sẽ bay tới trên vùng đất của quân địch và nó báo cho biết là cái súng đại bác của Nga nó nằm ở chỗ nào, hoặc là nó báo cho biết là cái bộ chỉ huy quân sự của Nga đang họp ở chỗ nào. Thì tất nhiên là người ta dùng cái vệ tinh nhân tạo, người ta cũng có thể biết cái đó. Nhưng mà có cái drone nó nhìn thấy thì nó báo về, báo tin chính xác. Thành ra quân Ukraine có thể bắn trúng cái bộ chỉ huy của người Nga, và có nhiều ông tướng Nga đã bị chết như vậy. Đúng rồi. Và một cái nữa là cái drone của Ukraine có thể bay rất là xa, đến gần cái vùng biển Hắc Hải thuộc Nga và phá hoại căn cứ hỏa tiễn của Nga ngay ở Hắc Hải. Thành ra là cái số sản xuất của drone của Ukraine hiện nay lên rất cao. Và trước đây đó họ nhập cảng drone của Iran. Nhưng bây giờ thì họ sản xuất lấy, và cái công ty sản xuất drone họ cho biết là sẽ tăng cái số sản xuất lên hơn 100 lần trong thời gian sắp tới. Tức là trong cái năm nay này, cái số sản xuất drone của họ sẽ tăng gấp 120 lần so với năm ngoái. Và hiện nay thì hiện giờ là Iran lại cung cấp drone cho Nga. Nhưng mà nước Ukraine là chúng ta biết là trước kia nó là một cái trung tâm kinh tế và kỹ thuật quân sự của nước Liên bang Xô Viết. Thì những cái bộ óc của người Ukraine ấy, những kỹ sư của họ vẫn còn nguyên đó. Và họ dồn sức vào cái việc sản xuất vũ khí, mà họ còn đang tính chuyện xuất cảng nữa, họ đang chiến tranh. Nhưng mà họ bảo họ sẽ làm sao để mà chứng tỏ cho các nước biết là vũ khí chúng tôi tốt lắm. Và nhất là những cái drone của họ, thì cái đó có thể làm một cái món hàng xuất cảng nữa. Dạ vâng, coi như là khi mà cũng chẳng là cái chiến tranh cũng là cái cuộc thí nghiệm những cái vũ khí tự sản xuất ra. Thì khi mà mình Ukraine mà dùng drone này nè, thì mình có thể giảm thiểu được, họ giảm thiểu được những cái số mà tử vong, đúng không? Tại vì đánh bằng drone. Nhưng mà cô mới nhắc đến cái chuyện mà kinh tế của nước Ukraine. Thì tất nhiên là một cái nước chiến tranh, nên là kinh tế nó ngưng trệ. Thế nhưng mà
chính phủ Ukraine nó đã làm đủ sức để nó nâng cao cái nền kinh tế. Thì ngay trong cái thời chiến tranh này, mà vừa rồi một cơ quan cả chính phủ Ukraine cho biết là từ năm ngoái đến giờ, tức là từ lúc có chiến tranh đến giờ đó, cái số đầu tư mới ở Ukraine đã lên thêm được 500 triệu đô la. Wow. Thì chúng ta phải coi cái đó là một cái chuyện mà đặc biệt. Bởi vì ai bỏ tiền vô một cái nước mà đang chiến tranh như vậy, đặc biệt là những công ty ngoại quốc. Dạ vâng. Bởi vì rằng họ biết cái sức của người Ukraine. Họ vô đó để giữ chỗ. Nếu mà chiến tranh chấm dứt thì cái nhân lực của Ukraine á, nó sẽ là một cái lực lượng kinh tế rất mạnh để giúp cho họ. Dạ vâng. Thành ra là chính phủ Ukraine hiện giờ đó, họ đã chuẩn bị cho cái thời kỳ hậu chiến này. Wow. Dạ vâng, thì bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi, thì xin mời bác. Dạ, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình tuần này và hẹn gặp lại quý vị kỳ phát hình kỳ tới. Xin cảm ơn.